Con em lại là mình đây. Hôm nay mình lên tiếp tục cho anh em một con máy cưa nhỏ nữa ha. Máy này có tên gọi là Itin. Itin này mà Itin nhỏ nha anh em, thích hợp cho mấy anh em kèo nhánh cao đồ này là ok luôn ha. Kèo leo trên cao là ok luôn ha. Này là hình như là nó là hai đây. 210 210C gì anh em ơi. Wheel lên. Sản xuất năm 2002. Này là 210 ha. Này nó còn cái tem của nó luôn nè, mà có theo năm tháng nó có chốc chốc ra ha. Nhưng mà này là hàng chính hãng anh em. Bao anh em là hàng chính hãng nha. Nó xài cái ốp lam là không có xài tán lam, xài tăng xích tự động. Này là kêu tăng xích tự động. Máy này theo lời chủ nói là người ta xách tay từ bển về hết anh em. Mình cũng không có làm mấy dòng này nữa. Họ đem ra họ đổi máy bự rồi mình thanh lý này lại rẻ rẻ cho anh em đi cưa cành nhánh rồi trên cao ha. Mấy anh em khu vực miền Tây đồ là phái dòng này đó. Nhỏ gọn. Cưa dừa cưa gì là ta chơi được. Có cái nút xả áp đây luôn ha anh em. Máy này vệ sinh ra là mới lắm nha anh em. Mà mình không có rảnh đầu vệ sinh, anh em thích thì về chùi lau cho mình. Purin còn, mặt tiền đẹp, làm xích riêng theo máy còn, in Germany luôn nè anh em, đầy đủ nha, sên chưa dũa luôn, họ cắt rất là ít nha anh em, này tại máy sử dụng gia đình, họ mua hồi đó nhiều tiền lắm, mà bây giờ thì mình tới tay mình là mình bán rẻ, không cần biết mua nhiêu, lọt tới tay mình là mình thanh lý rẻ về cho anh em dễ mua dễ bán dễ xài, nha. Phân xích đồ là còn ok nha. Còn đồ đạc bên trong con máy này thì mình bao anh em là rin hết toàn bộ nha. Rin toàn bộ. Nắp xăng, nắp nhớt đồ rin toàn bộ. Nha. Từ A tới Á rin toàn bộ. Di vật đồ cũng còn, cái đồ giảm vật đồ cũng còn luôn nè. Bo e đồ của nó còn nguyên si hết. Chưa lai bất cứ cái gì hết nha. Đó. Hơi hám là ngon lành thành đạo, còn nặng lắm anh em ơi, hơi là bực bực đó, nó hơi cứng lắm, cần cứng ngắt luôn đó. Mình ta đưa mình sao là mình giao đủ vậy luôn nha. Mất cái vỏ bột lam mà đó, để mình kiếm cho anh em cái vỏ bột lam khác, thế vô cái đó không quan trọng. Này ta giao sao mình giao đầy đủ cho anh em vậy hết nha. Phân xích rồi là còn xài ok luôn nha, xích là bóc bóc luôn. Rồi mình đi vào test tiếng nổ thực tế cho anh em nghe luôn ha. Bữa anh em là hỏi có máy nhỏ hôm nay có, mình đăng lên cho anh em. Mấy dòng này thì mình ít có làm, lâu lâu rồi về được mình đăng lên cho anh em luôn ha. Giờ nổ nè. 210 này thì nó nhỏ hơn thằng 250 nhưng mà nó lớn hơn thằng 170 180 nha anh em nè. Nhẹ nhàng anh em. Nổ thì thầm mùa xuân luôn anh em. Im ru. Im như mèo thở luôn hết anh em. Cái nữa nè. Anh em nào yêu con máy này thì mình thanh lý luôn ha, giá 3 triệu nhận chuyển khoản, không có ship COD gì hết ha, nhanh gọn lẹ, 3 triệu nhận chuyển khoản. Rồi anh em xem clip thấy hay cho mình xin một like,
một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ, tạo động lực cho mình làm nhiều video tiếp theo. Bye bye, chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn anh em vào clip sau. Thank you very much.